đến thăm công ty cổ phần rượu Việt Pháp ở tiểu khu 1 thị trấn Yên Châu. Đây là công ty sản xuất rượu lớn nhất ở huyện Yên Châu với công suất trên 3.000 lít trên một tháng, với sản phẩm chủ đạo là rượu chuối hột Yên Châu. Để có sản phẩm rượu chuối hột thành phẩm xuất bán ra thị trường, thì sản phẩm rượu phải trải qua quy trình chế biến, nấu, ngâm với thời gian lên đến 1 năm. Hai nguyên liệu chủ yếu để sản xuất ra sản phẩm rượu chuối hột Yên Châu đó là quả chuối Tây và hột quả chuối rừng. Cả hai nguyên liệu chuối Tây và chuối hột đều phải lựa chọn loại chuối đã già, có mẫu mã đẹp, chín đều, không bị dập nát, đặc biệt là đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi tháng, công ty sử dụng 20 tấn chuối quả và 2 tấn chuối hột để sản xuất rượu. Từ quả chuối Tây, sau đó là mình sẽ để thật chín kỹ và bóc sạch vỏ, sau đó là mình sẽ cho vào lên men. Lên men thì cái đặc trưng của cái hoa quả thì nó cũng có men tự nhiên sẵn rồi. Thì mình chỉ cần cho thêm một chút cái men nếp ở ngoài vào thôi, để cho gọi là một cái chất xúc tác để nó trong cái quá trình lên men nó diễn ra nó nhanh hơn và nó hiệu quả hơn. Đấy. Cái thứ hai nữa là từ cái hột chuối là phải là cái hạt chuối rừng. Đấy, được mọc tự nhiên ở trên rừng. Đấy. Sau khi mình mua về thì mình sẽ để cho nó chín, sau đó là ủ cho nó mục ra và sau đó là mình sẽ lấy được cái hạt để mình tách ra. Hạt chuối hột sau khi tách hạt riêng sẽ được rửa sạch và cho vào các khay, đem sao liên tục trong máy sấy trong thời gian 4 tiếng với nhiệt độ 180 độ C. Đây là một công đoạn hết sức quan trọng, sẽ giúp cho nguyên liệu hạt chuối hột được sao chín và khi đem ngâm với rượu sẽ tạo được màu và mùi thơm đặc trưng riêng của rượu chuối hột Yên Châu. Đối với quả chuối, sau thời gian ủ lên men trong khoảng 10 ngày sẽ được đem nấu trong các nồi chuyên dụng và trải qua 2 lần chưng cất. Chưng cất nó phải có 2 bước. Thứ nhất là bước chưng cất thô. Thì thông thường là như bà con ta thì vẫn chưng cất qua cái bước chưng cất thô xong là có thể là đưa ra sử dụng. Thì đối với này, cái rượu chuối Yên Châu thì nó đòi hỏi cái độ đảm bảo an toàn nó phải cao hơn. Thì ngoài cái bước chưng cất thô xong, công ty chúng tôi phải đưa qua một cái bước, đó là bước tinh chế để loại bỏ tất cả các cái tạp chất có lẫn ở trong rượu. Sản phẩm rượu chuối sau khi trải qua 2 lần chưng cất và tinh chế đã loại bỏ được các tạp chất thì rượu có nồng độ khoảng 40 độ. Rượu sẽ tiếp tục được pha chế và cho vào các bình chứa để ngâm với hạt chuối hột với thời gian tối thiểu là 1 năm. Rượu thành phẩm sau thời gian ngâm, ủ sẽ được chuyển sang công đoạn đóng gói. Sau đó, rượu được bơm đầy vào các chai thủy tinh đã được vệ sinh sạch sẽ và đóng nắp, rồi tiếp tục được dán tem, mác với đầy đủ các thông tin như ngày sản xuất, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. Để sản phẩm đảm bảo tốt các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, công ty thường xuyên kiểm tra, lấy mẫu thử trong tất cả các bước sản xuất, từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm. Đối với cái sản phẩm rượu chuối hột Yên Châu của chúng tôi thì trước khi xuất bán ra thị trường thì nó phải đảm bảo tất cả các cái yếu tố. Thứ nhất là phải đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là về mặt hình thức là nó phải cái màu sắc nó phải màu vàng óng, phải đẹp. Thứ ba nữa là phải có tem nhãn mác đầy đủ, có nguồn gốc xuất xứ, có ngày sản xuất. Theo thống kê, hiện công ty cổ phần rượu Việt Pháp mỗi tháng trung bình xuất bán ra thị trường khoảng 1.500 lít rượu chuối hột Yên Châu, được nhiều nhà hàng, cửa hàng, siêu thị lựa chọn để bày bán. Ở đây thì cái sản phẩm rượu chuối hột Yên Châu ấy, thì khách hàng đến đây với nhà hàng ấy rất là thích và đánh giá rất là cao cái sản phẩm rượu chuối hột. Và đôi khi là khách uống xong thì khách còn mua về làm quà.